Thưa quý vị, dự báo trước lưu lượng giao thông sẽ tăng cao vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triển khai thực hiện công điện của Bộ Công an về nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Công an thành phố đã chỉ đạo công an các quận, huyện, phòng ban tiếp tục triển khai có hiệu quả kết luận số 382 của Bộ Công an về tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa bằng container, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông như vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm khi đi qua đường ngang. Đồng thời phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thành phố tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến bãi, nhà ga, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại trong dịp lễ. Trong 4 ngày lễ là sẽ huy động 100% cán bộ chiến sĩ cùng với lại tất cả các phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó xác định cái việc đi lại của người dân trên các cái tuyến quốc lộ và các cái tuyến địa bàn trọng điểm và không để xảy ra cái tình trạng ùn tắc và đua xe trái phép, và nhất là không để xảy ra cái tai nạn giao thông liên quan đến người dân tham gia giao thông. Công an các quận, huyện tăng cường lực lượng hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực trung tâm được dự báo sẽ có lưu lượng tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện nay nổi lên cái nhóm tụ tập lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự trên các tuyến đường, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các lực lượng công an phường phối hợp với cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát trật tự tổ chức điều tra cơ bản tại các phường. Qua đó thì cũng chủ động trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phối hợp với các cái địa phương nơi các em sinh sống để mà tuyên truyền kịp thời. Qua đó thì chúng tôi cũng huy động các lực lượng hàng đêm tổ chức tuần tra kiểm soát và kịp thời ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi cố tình vi phạm gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Trong dịp lễ 2 tháng 9 này thì chúng tôi tập trung trọng tâm vào cái chuyên đề xử lý nồng độ cồn, rồi vấn đề là xe khách, xe container tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp tục là triển khai ở cái địa bàn của khu dân cư để xử lý tình trạng người dân chủ quan không đội mũ bảo hiểm, rồi đi chở ba vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng, thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý để lập lại cái trật tự cho trong cái đợt trước, trong và sau lễ này. Song song với việc triển khai giám sát địa bàn không để mất an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ, công an thành phố còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, hỗ trợ giúp đỡ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ an toàn.